Để chủ động ứng phó bão số 6, tên quốc tế là bão Trami, ngày 24 tháng 10 năm 2024, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký công điện số 110 của Thủ tướng Chính phủ. Công điện gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, các bộ gồm Quốc phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Ngoại giao. Công điện nêu rõ, bão số 6 là cơn bão được dự báo có cường độ mạnh, diễn biến rất phức tạp, hướng di chuyển, cấp độ gió có thể còn thay đổi do tác động của nhiều hình thái thời tiết trên biển. Để chủ động ứng phó với bão và mưa lũ có thể xảy ra trên đất liền các khu vực Trung Bộ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các bộ và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố vừa nêu, chủ động tổ chức theo dõi sát, cập nhật thông tin dự báo và tình hình bão, mưa, lũ, để kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, không để bị động, bất ngờ, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân. Thủ tướng đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát, cập nhật lại phương án ứng phó thiên tai, bão lũ trên địa bàn. Căn cứ tình hình thực tế và khả năng ảnh hưởng của bão, mưa lũ tại địa phương, chủ động thông tin kịp thời, chỉ đạo, hướng dẫn người dân ứng phó với bão lũ. Trong đó tập trung bảo đảm an toàn cho các hoạt động trên biển đảo, tổ chức rà soát, kiểm đếm, chủ động thông tin, hướng dẫn phương tiện tàu thuyền, bao gồm cả tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch còn đang hoạt động trên biển biết, không đi vào hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn. Có biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại khu neo đậu. Rà soát, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đối với các hoạt động du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản trên biển, cửa sông, ven biển. Kiên quyết sơ tán người dân trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản đến nơi an toàn trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp. Người đứng đầu các tỉnh thành căn cứ tình hình cụ thể, chủ động quyết định việc cấm biển đối với tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch, bảo đảm an toàn khu vực ven biển và trên đất liền, rà soát, sẵn sàng sơ tán người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là những nơi có nguy cơ bị ngập sâu, sạt lở, cửa sông ven biển. Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại về nhà ở, kho tàng, trụ sở, công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy, đê điều, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, chống ngập úng khu đô thị và khu công nghiệp, kiểm soát việc đi lại, tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông, hạn chế người dân ra đường trong thời gian bão đổ bộ, mưa lũ lớn để đảm bảo an toàn. Tại khu vực các tỉnh miền núi, Thủ tướng yêu cầu rà soát, sẵn sàng triển khai sơ tán dân tại khu vực có nguy cơ bị ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm 4 tại chỗ để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Kiểm soát, hướng dẫn giao thông an toàn, nhất là qua ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính. Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi chặt chẽ, tăng cường bản tin dự báo, cảnh báo, cập nhật thông tin kịp thời về diễn biến bão, mưa lũ, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất để các cơ quan liên quan và người dân biết chủ động triển khai các biện pháp ứng phó. Bộ trưởng các bộ, quốc phòng, công an chỉ đạo các lực lượng đóng trên địa bàn rà soát phương án ứng phó, chủ động tổ chức triển khai lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương ứng phó với bão, lũ, sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn. Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công Thương và các bộ ngành có liên quan theo chức năng quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công, chủ động chỉ đạo. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức theo dõi sát tình hình, chủ động chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác phòng chống bão lũ theo nhiệm vụ thẩm quyền đã được phân công, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, bảo vệ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng, khai thác thủy hải sản, kịp thời báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền. Thưa quý vị, nối gót các trang thương mại điện tử từ Trung Quốc trước đó như là Taobao hay là Shein, thì Temu, một nền tảng thương mại điện tử giá rẻ, đã âm thầm tiếp cận thị trường Việt Nam. Những sản phẩm rẻ đến bất ngờ cùng chương trình tiếp thị liên kết với mức hưởng hoa hồng lên tới 30% của nền tảng này đã khiến người tiêu dùng cùng các cơ quan quản lý không khỏi quan tâm.
Tại cuộc họp báo thường kỳ quý 3 vào chiều ngày 23 tháng 10 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cũng đã thông tin về quan điểm của Bộ Công Thương đối với sàn thương mại điện tử Temu của Trung Quốc. Theo Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân, trong những ngày vừa qua khi tiếp nhận thông tin về sàn thương mại điện tử Temu thì cá nhân ông cũng đã trực tiếp giao Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số theo dõi, rà soát, đánh giá tác động của sàn này đối với thị trường, người tiêu dùng Việt Nam. Đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương cũng khẳng định, theo quy định của Nghị định số 85 năm 2021, tất cả các sàn thương mại điện tử hoạt động tại Việt Nam đều phải thực hiện thủ tục đăng ký và phải được cấp phép. Trước chiến lược giảm giá của Temu khi vào thị trường Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết ông cảm thấy giật mình trước mức bán giá rất rẻ của sản phẩm. Ông nhấn mạnh rằng cần có sự điều tra, nghiên cứu cụ thể trước khi khẳng định liệu mức giá thấp như vậy có phải là hàng thật hay không. Ông cũng bày tỏ sự tôn trọng đối với việc mua bán theo thỏa thuận trên thị trường. Cũng theo Thứ trưởng, để kiểm soát hàng hóa trên các sàn thương mại điện tử, Bộ Công Thương vẫn đang triển khai đề án đảm bảo quản lý chặt và chống gian lận hàng giả, hàng nhái. Trong đề án này, Bộ Công Thương đã giao Tổng cục Quản lý Thị trường trực tiếp theo dõi và đang áp dụng nhiều giải pháp để kiểm soát nguồn gốc, chất lượng hàng hóa trên các sàn thương mại điện tử. Vâng thưa quý vị, sau thông tin Temu ra mắt tại Việt Nam thì chúng tôi đã tham khảo qua giá bán trên nền tảng này. Và thật bất ngờ khi nhiều sản phẩm có giá bán khá rẻ, có sản phẩm được giảm giá 2 đến 3 lần so với giá thành hoặc được khuyến mãi lên tới 80%. Ví dụ như chiếc giá đỡ điện thoại treo tường này giá chỉ còn hơn 9.000 đồng, giảm tới 81% so với giá gốc. Sản phẩm cũng nhận được đánh giá đến 4.7 sao và hàng ngàn phản hồi tích cực từ người tiêu dùng. Bên cạnh đó cũng nhiều sản phẩm có giá rẻ hơn so với các sàn khác. Nổi bật như sản phẩm massage toàn thân, nếu trên các sàn khác giá dao động từ 1,5 đến 2 triệu đồng, thì Temu lại có giá chỉ hơn 1,3 triệu đồng cho sản phẩm tương tự. Thậm chí là Temu còn gắn nhãn giảm hơn 70% cho sản phẩm. Việc Temu có nhiều sản phẩm giá rẻ là nhờ vào mô hình kinh doanh kết nối trực tiếp giữa nhà sản xuất và khách hàng, cắt bỏ nhiều khâu trung gian. Chính vì thế mà thị trường thương mại điện tử tại Việt Nam đã khốc liệt, nay càng khốc liệt hơn. Theo thông tin được chia sẻ trên nhiều diễn đàn trong những ngày gần đây, Temu là một nền tảng thương mại điện tử giá rẻ thuộc sở hữu của PTT Holdings, công ty mẹ của Pinduoduo, một trong những sàn thương mại điện tử lớn tại Trung Quốc. Chỉ trong một thời gian ngắn, sàn thương mại điện tử xuyên biên giới này đã phủ sóng, mở rộng ra nhiều hoạt động ở nhiều thị trường lớn như Mỹ, Canada, Úc, các nước châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và đến nay là Việt Nam. Dù chưa chính thức đăng ký hoạt động tại Việt Nam, nhưng Temu cũng đã phần nào để lại ấn tượng cho người tiêu dùng. Việc đánh giá liệu nền tảng này có thể cạnh tranh lâu dài với các ông lớn đi trước hay không sẽ cần thêm thời gian và sự theo dõi từ cơ quan quản lý. Vâng thưa quý vị, báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan và những tin tức mới nhất tại địa chỉ thanhniên.vn cùng các nền tảng của báo Thanh Niên. Kính mời quý vị bật nút chuông và đón theo dõi.